chà, phong cảnh ở đây đúng là hữu tình, đẹp quá. Đọc sách ở đây mới là chính xác nè. Người xưa có câu: đọc muôn quyển sách, đi muôn dặm đường. Câu này quá hay, quá chi lý. Đọc sách thôi. Đau bụng quá má ơi. Ủa gà, em sao vậy? Không biết sao, mấy ngày nay em bị đầy bụng, có muốn nôn ra, giờ lại đau bụng nữa chứ. Em bị bệnh rồi, da em xám xịt nám hết trơn rồi kìa. Ủa, dịch, em đi đâu vậy? Gà đang đau bụng ở đây nè. Mệt quá, em khó thở, không thở được luôn á. Vậy là hai đứa bị bệnh hết rồi. Thôi thôi bây giờ vậy nè, theo anh đi qua bên nhà đóng tôi khỏe nhờ giúp đỡ liền. Đường tiêu hóa của vịt và gà bị mất cân bằng, lâu ngày á làm hệ miễn dịch bị suy yếu. Ủa làm sao đốc tôi khỏe? Đốc tôi khỏe giải thích rõ hơn cho đông với mọi người được biết không? Sự bất ổn trong hệ vi sinh đường ruột gây ra các vấn đề như là tiêu chảy cấp, giảm sức đề kháng, các bệnh lý viêm ruột, viêm da cơ địa, viêm khớp. Nhưng mà phải có nguyên nhân chứ đúng không đốc tôi khỏe? Phải có nguyên nhân để khiến cho cái hệ tiêu hóa của mình nó bị mất cân bằng. Đốc tôi khỏe có thể giải thích rõ hơn được không? Em biết nè, hai bạn dịch và bạn gà ăn toàn là đồ chiên, đồ nướng nhiều dầu mỡ, nhiều đường, không có chất xơ, dẫn đến hậu quả gây đầy hơi, buồn nôn, đau dạ dày, suy yếu hệ vi sinh vật đường ruột và suy giảm hệ miễn dịch đan quỳnh đông. Gà biết lỗi rồi, không dám ăn bậy ngoài đường nữa đâu. Đốc tôi khỏe ơi, cứu con, con đau quá à. Chuyện này phải nhờ đến Hoa Nhài rồi. Hoa Nhài, con mau lấy trà Hoa Nhài cho gà và dịch uống sẽ khỏe ngay thôi. Dạ, có ngay ạ. Quỳnh Đông biết là Hoa Nhài giúp cho thanh lọc cơ thể nè, tinh thần sảng khoái, thoải mái nè. Chứ mà còn giúp cho hệ tiêu hóa là ngày hôm nay Quỳnh Đông mới biết luôn á. Đốc tôi khỏe, vậy thì trong Hoa Nhài có thành phần nào để giúp cân bằng hệ tiêu hóa của mình? Đốc tôi khỏe có thể giải thích cho Đông với quý vị khán giả được biết không? Trong y học cổ truyền, Hoa Nhài có vị cay, ngọt và tính mát. Trong Hoa Nhài chứa chất béo thơm, dồi dào dưỡng chất ester, antranilimethin, paraffin, ester formic acetic, benzoic, linalin, indole. Trong em còn có catechin, epigonolactechin galate, chống oxy hóa, chống viêm, caffeine, đốt cháy mỡ thừa. Uống trà Hoa Nhài hàng ngày, tăng sức đề kháng, giúp cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa các bệnh như tiêu chảy, đau bụng. Hương thơm dễ chịu, giúp tinh thần thư thái, giúp thanh nhiệt, lợi tiểu đó nha. Với phương châm hệ tiêu hóa tốt, sức đề kháng tăng. Nè, hai em, gà với dịch, hai em nên nhớ nha. Để cải thiện được hệ miễn dịch của mình là giúp cho sức đề kháng tốt thì chúng ta phải lưu ý đến hệ tiêu hóa của mình. Nhớ chưa? Dạ, cảm ơn anh Quỳnh Đông. Em nhớ rồi, em rất là thích uống trà Hoa Nhài, thơm quá chừng luôn. Cảm ơn Đốc Tơ Khỏe và Hoa Nhài. Nhưng mà cách pha trà Hoa Nhài á thì phải nhờ Đốc Tơ Khỏe chia sẻ cho Đông và mọi người được biết rồi. Sau đây Đốc Tơ Khỏe giới thiệu trà Hoa Nhài Long Nhãn, hỗ trợ tiêu hóa tốt, mang đến sự thư thái nhẹ nhàng cho cơ thể. Ta lấy Long Nhãn khô từ 7 đến 8 muối, cam thảo 6 lát mỏng, Hoa Nhài, 5 nụ hoa chuyển từ xanh sang trắng, sắp bung nở, nên hái Hoa Nhài vào sáng sớm để vị trà được ngon hơn. Cho hỗn hợp vào tách pha trà bằng sứ, đổ nước sôi, đậy nắp để khoảng 10 phút thì có thể thưởng thức được rồi. Mọi người nhớ là không nên uống trà Hoa Nhài lúc đói bụng nha. Những người không nên dùng, phụ nữ đang trong thai kỳ và cơ thể suy nhược không nên dùng. Bị dị ứng, nhạy cảm với mùi hương hoặc phấn Hoa Nhài. Khi sử dụng Hoa Nhài chăm sóc sức khỏe, cần có chỉ dẫn của bác sĩ. Dạ, cảm ơn Đốc Tơ Khỏe và Hoa Nhài đã chia sẻ cho Đông cũng như quý vị khán giả những thông tin hết sức hữu ích về việc sử dụng Hoa Nhài để tăng cường sức đề kháng và cân bằng hệ tiêu hóa của mình. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Quỳnh Đông, Đốc Tơ Khỏe và các bạn nhỏ dễ thương này xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau nha. Tạm biệt.